Sáng nay, ngày 7 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự lễ khởi công đường Tân Phúc Võng Phan. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành ở Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024. Đường Tân Phúc Võng Phan được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Tuyến chính có chiều dài 23,6 km gồm 2 đường song hành, quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tuyến nhánh kết nối đường dẫn cầu La Tiến và nhánh thuộc nút đầu tuyến kết nối quốc lộ 38 có tổng chiều dài 5,6 km, quy mô đường cấp 2 đồng bằng. Tổng kinh phí đầu tư là gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án là 175 ha. Đường Tân Phúc Võng Phan được xác định là trục phát triển phía đông của tỉnh nhằm tạo không gian phát triển mới cho các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, đồng thời hình thành tuyến đường liên vùng kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Nam Định.